này mét tầm mét tầm mét mốt mét mốt à. Cái cây nào mà nó khế nó mạnh là nó nhanh lớn. Cây nào mà nó thấy con thích chú uống sao mà cho cái rễ cái gốc nó chín á nhìn nó mới sướng mắt, chứ còn ở trên đó là nó chín chín nhìn lên thấy sướng à. Mình nhìn vô thấy nó sướng mắt, nó đầy đủ. Dạ nó quầm cây từ dưới gốc lên mình cũng muốn ăn cho nó bán xong cái này kiểu về cái tưới nước máy á, nó đầu anh nó rụng hết luôn cái nhà kè, kêu bút mình nó chết nhưng thực chất là do nước. Còn vô nước máy này thôi. Cây rau tưới nước máy nó còn chết mà. Không nhiều máy tưới chủ không có giác 16 mét. Dạ nên chở muộn hay nhất năm sáu chở hay không có bụi bặm. Bữa đó chậu cũng không có nước nương luôn, nhưng hết cho nó khô luôn. Không có thời gian chở được sớm bụi lắm. Này người ta lấy hết rồi mình trong vùng đó. Thank you.
một lá vậy. Còn nó không phải là chín. Này là cứ đúng canh đúng giờ 25 bắt đầu chín luôn. Chung cho nó xanh luôn. Là mình tìm cái thuốc mình treo trái lại. Dạ. Treo vừa thì vừa trái này một tháng là chín. Treo năm ngày năm tuần. Dạ. Là nó cũng chín cho mình nó treo. Còn cái này đặt bún hay luôn nha. Cây mà ra trái không á. Đậu dai nữa. Phun thuốc dữ lắm à. Lớn luôn hả? À, thấy nó chút 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 à. Ai đâu? Đóng tâm lên đấy cháu à. Đóng tâm lên đấy là nó đẹp hết à. Nó to rồi. Nó nhỏ chưa? Nó nhỏ chưa? Cục bé cục lớn rồi. Cục nhỏ.